stress là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do ký sinh trùng Plasmodium, còn gọi là ký sinh trùng sốt rét, lây truyền từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi Anopheles, hay mình còn gọi là mũi đòn sốc. Bệnh thì nếu mà chúng ta không chẩn đoán và điều trị kịp thời thì bệnh nhân có thể diễn tiến đến sốt rét ác tính, tức là bệnh nhân có suy cơ quan nội tạng như là hôn mê, co giật, suy gan, suy thận và đi đến tử vong. Nguyên nhân gây bệnh sốt rét là đây một loại ký sinh trùng mà có tên khoa học là Plasmodium. Có 5 loại ký sinh trùng gây bệnh sốt rét ở người, đó là Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale và một loại đặc thù của vùng Đông Nam Á là Plasmodium knowlesi. Đúng theo cái tên của bệnh đó là sốt rét, tức là bệnh nhân sẽ bị sốt và lạnh run. Nhưng mà vì lý do là ký sinh trùng nó có chu kỳ, cho nên bệnh nhân thường thường có những cơn sốt có chu kỳ, sốt lạnh run có chu kỳ cách ngày hoặc là cách. Kính chào quý vị khán giả. Dạ, thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến cái căn bệnh viêm não Nhật Bản đúng không ạ? Như đúng như cái tên gọi là viêm não Nhật Bản, thì căn nguyên gây nên cái bệnh này là do một loại virus, mà cái loại virus này có đặc điểm là gây viêm não và lần đầu tiên người ta tìm thấy ở một địa phương ở Nhật Bản. Dạ. Và người ta đặt cho cái tên là viêm não Nhật Bản. Vâng, thưa bác sĩ, cái nguồn lây chính của căn bệnh này là gì ạ? Cái nguồn bệnh mà gây nên cái căn bệnh này thì như mình nói là một loại virus, mà cái virus này có thể lây truyền qua một loại muỗi. Dạ. Tức là muỗi có thể đốt người này và có thể mang cái con virus đó ở trong người. Và sau đó thì qua một số các cái chu trình lây truyền, dạ, đốt người này cho sang đốt người khác, thì nó sẽ mang bệnh từ mang mầm bệnh từ người này sang người khác. Dạ. Mà cái nguồn bệnh chính thì nó lại là ở một số các cái loài chim hoặc một số các cái loài linh trưởng. Dạ. Đặc biệt là khi muỗi đốt các cái loài đó và sang đốt người. Dạ. Thì thường là sẽ, nếu mà có mang virus thì sẽ gây bệnh. Vâng. Dạ. Bệnh viêm não Nhật Bản gặp chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi. Đặc biệt nhóm nguy cơ cao nhất là trẻ ở lứa tuổi 2 đến 6 chiếm 75% tổng số trẻ mắc bệnh. Do vi khuẩn gây bệnh trên lợn và đường truyền chủ yếu qua muỗi đốt, viêm não Nhật Bản là một trong những bệnh để lại di chứng đặc biệt nặng nề. Bệnh gây tử vong cao từ 10 đến 20% hoặc di chứng thần kinh lớn như động kinh, giảm học lực, đần độn, liệt, thất ngôn. Các di chứng thần kinh như vậy thường chiếm hơn 50% người bị mắc bệnh, thường gây tàn phế, mất khả năng lao động, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thưa quý khán giả, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh. Sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 10 với những biểu hiện lâm sàng khá đa dạng. Diễn biến bệnh sốt xuất huyết như thế nào, cần lưu ý gì trong việc phòng trị? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua một bạn có biết ngay sau đây. Sốt xuất huyết là bệnh cấp tính do nhiễm virus đen từ mũi vằn xảy ra quanh năm. Diễn biến lâm sàng với triệu chứng bệnh lý khá đa dạng và chuyển biến nhanh từ nhẹ sang nặng. Mức độ bệnh tiến triển không lường trước được, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Theo đó, sốt xuất huyết thường diễn biến qua 3 giai đoạn: khởi phát, toàn phát và lưu bệnh. Các bác sĩ cho rằng việc theo dõi bệnh nhân chặt chẽ rất cần thiết để có biện pháp xử trí phù hợp.